Ơi, chào mọi người. Bây giờ chỉ mọi người tạo một cái nút nút cột ha, hoặc là nút thắt hoặc là nút buộc cách chắc chắn nha. Này là mình sẽ tháo ra rất là dễ, mình rút ra thôi, mình buộc ra hết ha. Rồi sợi dây mình sẽ gấp lại đây nha, cầm lên thêm một phòng nữa ha. Này lúc này sau đó lồng vào xong cái lỗ này ha, trong cặp song song với sợi dây này, này. Đó. Song song sợi dây này ha, này. Rất là chặt nha. Rồi mình sẽ làm lại ha. Rút ra nè. Rút ra nè. Để sợi dây cái đầu nó dài xíu. Sẽ làm một cái nút cọp nha. Đây, đúng rồi. Một vòng nữa. Cho nó dài tí xíu. Một vòng nữa. Ha. Sẽ làm một cái vòng tròn vậy. Rút vô đây. Rút ra ha. Chắc này nó song song ha. Đây này, sợi dây cuối cuối cùng cái đầu của nó song song với cái đầu này. Mình lên xuống nè ha. Cho nó đẹp ha. Tháo ra rất là dễ ha. Cái này thì nó rút lại, tháo đây này. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi nha. Đây làm nhanh nè. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi.